Tiếp tục là những màn drop test với cây vợt quái dị 17 cân này của ALP anh em nhá. Đây là cây ALP BBQ 2.0 mà hôm trước mình đã căng 17 cân và sau khoảng độ 2 ngày thì hôm nay nhìn nó lại cảm giác là đỡ vinh hơn hôm trước anh em ạ. Đây này. Anh em nhìn thấy không? Hôm trước thì lúc mới căng xong thì thấy nó cũng khá là vênh nhưng mà hôm nay thì cảm giác cái mặt vật nó đã hồi lại và nó đỡ vênh hơn khối rồi anh em ạ. Giờ nhìn vênh rất là ít. Đây. Anh em gì không? Rồi cho anh em xem nhé Đấy, Cái mặt vật là ít vênh hơn rất là nhiều Tương đối là phẳng rồi anh em nhé Rất là ảo luôn Quá kinh khủng Giờ dạ. mình sẽ thực hiện làm những cái bài drop test anh em nhé Để tiếp tục xem là cái uh, Sức chịu đựng của cây vật này có thể chịu đến đâu Thứ đầu tiên là cái bài quăng lên trời anh em nhé Xem nó tự rơi xuống xem thế nào Rồi bây giờ mình sẽ cùng thử nhé anh em nhé Mình sẽ cùng thử uh, tung lên xem thế nào Ok, 2 3 này. Anh em nhìn nhá. Rất là cao, tung qua nóc nhà luôn nhá. Đó 2 3. Ui trời ơi. Thử xem nào. Có chuyện gì xảy ra hay không? Một vết xước nhỏ thôi. Thử lại phát nữa nhá. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra anh em ạ. Đây. Chú. Ui giời, chuyện rồi. Đã chưa rồi tiếp tục nhá thử thêm lần nữa ui rồi không ăn thua thêm lần nữa thế nào ôi trượt vẫn không được phát như vừa nãy nhỉ nó phải cắm đầu xuống thì mới ăn thua nhỉ không nhìn thấy đâu cả thêm phát nữa nào không ăn thua gì anh em ạ à? nó còn gần như không có xước mấy cơ đấy nhá cho anh em xem sát luôn này gần như còn không có có vết xước này sợ thật lần nữa nhá Ui giời. Đây. Chỉ có một vài vết xước nhỏ thôi. Một vài vết xước nhỏ ở bên ngoài thôi. Chứ còn chưa ăn thua gì cả. Có vẻ như cái bàn tung này không ăn thua gì với cái vật này thôi nha bạn. Sợ thế nhỉ. Vật căng 17 cân. Và siêu nhẹ mà không hề hấn gì. À ở đây có một vết xước uh, sức, uh, sức, sơn. Một cái vết to hơn sơn sơn thì chắc là va đập vào mép tường hay chỗ nào đấy rồi còn lại thì vẫn gần như là không có hề gì hết xảy sát một tí xíu ở cái đế thôi thử thêm một lần nữa tung cao hơn nữa anh em nha cố hết sức nha, cố hết sức tung cao này ui trời ơi lên nóc nhà rồi thôi lên nóc nhà rồi thôi vẫn không ăn thua nhỉ chưa phá hủy được cây vợt này thêm một lần nữa này thêm một lần nữa hết cỡ này cố gắng này ui giời ơi ui giời đã gãy rồi lần này thì nó đã gãy rồi vâng một lần rất là mạnh này thì cuối cùng lần này nó cũng đã gãy rồi anh em nhé đã sập rồi đây cái khung của nó đây anh em nhìn theo đúng uh, giống thành hình logo của a là p Sport không <laughs> rất là đẹp luôn nhé 15 17 cân nó kéo sập quá khủng khiếp anh em ạ. Đây. Cái cây này là vào 8 u mà kéo 17 cân rồi nên là cái lực nó trợ lực rất là lớn. Nó vào đập nó gãy xuống nó sập rất là kinh khủng như này. Cuối cùng thì cũng đã phá hủy thành công được cái cây vọt này rồi. Rồi nhá anh em cùng xem uh, cái kết cấu sợi carbon bên trong của nó nhá cái vết gãy của nó này rất là cứng như vậy là sau rất nhiều lần cố gắng quăng nó lên trời thì uh, mình cũng đã khuất phục được cái cây vợt này rồi anh em ạ cây vợt 8 u mà phải nói là nó quá bền luôn quăng rất nhiều lần như thế rồi mà nó mới À, một phát là vì một lý do đấy nó mới có thể là gãy được. Quá kinh khủng anh em ạ. <laughs> vẫn còn rất là cứng. À, bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục đến với những cái thử thách tiếp theo với cây vào này nhá. Đó chính là cái phần đũa và cái phần cán của nó anh em nhá. phần tay cầm cũng là một cái điểm rất nhiều cái điều thú vị và đang chờ anh em cùng khám phá. Ok, xin mời anh em cùng tiếp tục nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử uh, test xem là cái đũa nhỏ xíu đây của cái vật này của cây vừa này nó có chịu được cái khối uh, lượng 20 cân này không nhá. Sẽ nhấc cái thùng sơn hai lít lại lên xem thế nào cái vật này nó chỉ có ấy thôi ai da dạ! không có chịu được không Để nhắc đây ai à dạ! quá khỏe anh em ạ Ui quá kinh khủng luôn cái đũa này của nó cực kỳ nhỏ nhá đũa của cây này nó cực kỳ nhỏ nhưng mà vẫn có thể gánh được đến 20 cân sợ thật thử xem nào thử làm lần nữa nhá thử lại lần nữa cho anh em xem nhá ui giời quá chất luôn ai chà thì cầm ở trên này anh em nhá Thử cầm ở trên này xem thế nào bây giờ mình sẽ cầm thử ở trên này luôn ui giỏi ơi vẫn chơi được này anh em thấy quá ghê gớm không phải nói là đến quá kinh khủng thật cái đũa bé tí như thế này mà cõng 20 cân không hề hấn gì anh em ạ Để cái màn này xem là nó có chịu được không anh em nhá rồi gác ở này rất là cao rồi nhá cái chiều này nó cao đến 30 phân Đấy, hơn hai hàng cây ba phân anh em nhá thử xem mà à cuối cùng đã gãy rồi gãy luôn là đúng vào cái đốt này luôn gãy luôn đúng rồi cái đốt này luôn bị bẻ luôn cái phần trên này rất là cứng phần trên này rất là cứng anh em ạ đây anh em xem cái đũa này của nó nhá à, quá ghê gớm luôn cái chỗ này thì mình sẽ cưa tiếp ra xem nó như nào nhá cưa tiếp cái cá này xem nó như nào Đố anh em biết cái cá này giống hay đặc rất là nhẹ cực kỳ là nhẹ luôn rồi mình sẽ thử đập nó ra xem bên trong nó giống hay đặc anh em nhé thử đập nó xem nào à giả, rất là cứng à giả, rất là cứng anh em ạ à vậy là giống rồi giống 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 à ui. à giả, cái lớp carbon nó này, này cái lớp carbon nó cuốn này anh em ạ đây là carbon luôn nhé, không phải nhựa nhá. Đây là carbon luôn chứ không phải nhựa anh em nhá. Đây là carbon đúc liền luôn anh em ạ, carbon đúc liền cán luôn đấy, bên trong là rỗng. Cán rỗng nhưng mà là carbon đúc liền luôn. Ui. Đây anh em có nhìn thấy không? Đây là cái lớp uh, các cái lớp sợi carbon ở bên trong này. ấy Bảo sao mà nó khỏe thế nhỉ? Cái việc của cán rỗng này nó sẽ giúp cho nó nhẹ hơn nhẹ hơn cực kỳ nhiều nhưng vẫn đảm bảo được cái độ bền rất là cứng anh em ạ vậy là mình đã cùng với cả anh em khám phá tất cả những gì về cây vợt siêu nhẹ của ALP Sport này một cây vợt 8U ALP BBQ 2.0 à, và anh em còn điều gì thắc mắc với cây vợt này hãy cùng bình luận xuống phía dưới nhé